các bạn, tôi là Hoan đến từ phòng giám sát của công ty cổ phần kiến trúc Tân Á. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại thôn Quân Ngọc, xã Khánh Lộc, huyện Cát Lộc để giám sát phần móng công trình nhà chị Hải. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu qua cái kỹ thuật thi công phần móng đá của công trình nhà chị Hải. Các bạn có thể nhìn vào cái bản vẽ của công trình này. Đây là mặt bằng kiến trúc 3D của ngôi nhà. Đây là chi tiết phần của tủ dâm son của phần móng. Móng này được thế bằng đá. Và đây là chi tiết răng móng của công trình. Răng móng là một kích thước là 22 x 30, tất cả các răng đều có kích thước chung như vậy là 22 x 30, rộng 30 và ở chỗ cao là 22. Hiện tại thì thời tiết là đang còn mưa khá là lớn, nhưng các bạn thờ vẫn là thi công. Ở phía bên này thì các bạn thờ đã hoàn thành việc xây phần tường móng và chỉ cần chờ khố để làm cột phá đổ răng móng. Ở bên này thì các bậc đang tiến hành xây phần tường móng. Xây móng với xây đá có vẻ mệt hơn bạc thầy, mệt hơn xây gạch thầy, nhưng mà chắc hơn bạc thầy. Ở cái phần răng móng có kích thước là có bản rộng là 30, cho nên là mặt tường sấy của mặt băng sấy để của móng nó phải rộng hơn cái kích thước 30 để làm sao cho răng móng là nằm lọt ở trên cái tường chắn móng này. Và ở đây các bạn sấy là kích thước là 40, rất là thoải mái rồi. Đây là con trai của chủ nhà Bắc Lan. Anh Bắc Lan đi mua hôm ra anh. Cái móng này ta làm hết khoảng bao nhiêu khối anh ơi? Bao nhiêu khối đá có mình có tính được không anh? Cái móng đá này ta dự kiến xây trong mấy ngày là xong bác? 2 ngày à? Chắc ngày hôm nay là xong luôn anh thầy. Cái móng đá này được các bạn thi công trong vòng 2 ngày là xong nha các bạn. Sau khi xây xong thì mình gọi là phải từ từ phố thì mình làm được một phá mà anh ơi.
trời mưa rất to cho nên là tôi không thể tiếp tục video được nữa. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.